chưa đắc bốn tịnh lự mà cho là đắc bốn tịnh lự chưa đắc bốn vô lượng bốn định vô sắc mà cho là đắc bốn vô lượng bốn định vô sắc chưa đắc tám giải thoát mà cho là đắc tám giải thoát chưa đắc tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ mà cho là đắc tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chưa đắc pháp môn giải thoát không mà cho là đắc pháp môn giải thoát không chưa đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà cho là đắc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chưa đắc bậc cực hỷ mà cho là đắc bậc cực hỷ chưa đắc bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nam thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân mà cho là đắc bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chưa đắc năm loại mắt mà cho là đắc năm loại mắt chưa đắc sáu phép thần thông mà cho là đắc sáu phép thần thông chưa đắc pháp môn tam ma địa mà cho là đắc pháp môn tam ma địa chưa đắc pháp môn đà la ni mà cho là đắc pháp môn đà la ni chưa đắc mười lực phật mà cho là đắc mười lực phật chưa đắc bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng mà cho là đắc bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Chưa đắc pháp không quên mất mà cho là đắc pháp không quên mất, chưa đắc tánh luôn luôn xả mà cho là đắc tánh luôn luôn xả, chưa đắc trí nhất thiết mà cho là đắc trí nhất thiết, chưa đắc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà cho là đắc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chưa nghiêm tịnh cõi Phật mà cho là nghiêm tịnh cõi Phật, chưa thành thục hữu tình mà cho là thành thục hữu tình, chưa hiểu kỹ kỹ nghệ khéo léo của thế gian mà cho là hiểu kỹ nghệ khéo léo của thế gian chưa tu hạnh đại bồ tát mà cho là tu hạnh đại bồ tát chưa đắc quả vị giác ngộ cao tột mà cho là đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này ta phải làm thế nào để cứu giúp các loại hữu tình như thế khiến họ xa lìa sự kết buộc của tăng thượng mạng đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột trong cõi phật của ta không có hạng tăng thượng mạng như thế tất cả hữu tình lìa tăng thượng mạng này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột